Số email của máy là 17042. Khi nhận được máy thì anh Nhật cứ kiểm tra đúng số email thì anh nhận đấy nhá. Và đây là bên trong chiếc máy iPhone 11 phiên bản quốc tế 128GB. Anh Nhật ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đã tin tưởng và đặt mua của Tú Vân Mobile. Và khi tư vấn bán hàng thì Tú Vân Mobile có nói là đây là một cây máy hàng zin chưa đúng ốc. Đấy. Và bây giờ là video mở máy lần đầu tiên, chiếc máy mà anh Nhật đặt hàng của Tú Vân Mobile. Thì Tú Vân Mobile có quay lại và gửi cho anh Nhật xem. Và thứ hai là cũng đang công khai ở trên kênh, chứng minh là máy của Tú Vân Mobile bán chuẩn chỉ là hàng zin chưa đúng ốc. Khi mở ra thì bên trong máy rất là sạch đẹp, như mọi người thấy, như anh Nhật thấy thì nhìn về tổng quan ở bên trong máy thì rất là sạch đẹp, hầu như là không có chút bụi bẩn nào. Còn hiện tại mọi người nếu mua trên thị trường thì mặc dù là các thợ, các shop cũng nói là máy zin, nhưng mở ra thì hầu hết sẽ không được đẹp như thế này đâu mọi người nhé. Tại vì đây là một cây máy mở ra lần đầu tiên. Đấy. Còn hiện tại ở trên thị trường thì họ chỉ báo cho mọi người là hai bộ phận chính là main zin và màn zin, còn một số bộ phận khác thì có thể bị thay thế sửa chữa. Đấy. Còn ở đây thì Tú Vân Mobile bao cho mọi người là zin chưa bung mở lần nào mọi người nhé. Và đây là lần mở máy đầu tiên. Đấy. Thì anh Nhật và mọi người có thể thấy là bên trong máy hoàn toàn là sạch đẹp, hầu như là không có một chút bụi bẩn nào cả. Và bây giờ thì Tú Vân Mobile sẽ đi vào từng chi tiết ở trên chiếc máy này và giải thích cho anh Nhật và mọi người về những đặc điểm của một cây máy hàng zin chưa đúng ốc ở trên chiếc máy này. Đây là một máy mở ra lần đầu tiên nên là viên pin ở đây mọi người sẽ thấy là đây là viên pin theo máy từ đầu rồi nhé, tức là chưa bị thay thế sửa chữa ở trên pin. Và chưa có bàn tay nào đã từng động chạm vào ở trên chiếc máy này từ khi máy được bán mới ra. Thì thứ nhất là về đặc điểm thì thứ nhất là về form pin, tức là hình dạng của quả pin, thì mọi người sẽ thấy là rất là đẹp. Đấy, những cái đường bo này được làm rất là đẹp, rất là sắc nét. Và thứ hai là về đây là siêu pin zin theo máy, thì mọi người có thể thấy là rất là mỏng, rất là đẹp mọi người nhé. Đây, siêu pin zin theo máy rất là mỏng và được dán rất là đẹp. Và ở trên bề mặt của quả pin thì mọi người thấy là hoàn toàn là sạch đẹp, không có chút bụi bẩn nào cả, không có dấu hiệu của việc bị bàn tay nào đó động chạm vào đây để thay thế sửa chữa. Và đây là phông chữ ở trên pin thì mọi người thấy là được in rất là sắc nét, không bị lỗi, không bị mờ, không bị lòe. Và trên bề mặt pin thì mọi người thấy là rất là phẳng phiu mịn màng, chứ không bị không bị nhăn nheo và không bị su si mọi người nhé. Và đây là camera trước. Camera trước của máy thì mọi người có thể thấy là camera trước của máy trong vắt, không có bụi, không có bạc gì cả mọi người nhé. Đấy. Tại vì máy là máy mở ra lần đầu tiên. Đấy. Trước đó thì chưa mở nên là chưa bị thay thế camera, chưa bị rửa cam và chưa có bụi vào camera. Và ở đây là phần khu vực ở main thì mọi người có thể thấy là rất là sạch đẹp. Đấy. Hầu như là không có chút bụi bẩn nào cả, không có dấu hiệu của việc bị bàn tay thợ động chạm vào đây để thay thế sửa chữa. Và ở đây thì mọi người có thể thấy là đây là quỳ tím ở trên thân của máy. Thì mọi người có thể thấy là thứ nhất là nó có màu trắng, và cái thứ hai là nó rất là đẹp mọi người nhé. Chuẩn chỉ là một viên thuốc kéo dài, nó không bị móp méo và nó không có keo lem nhem ở xung quanh. Thì đây là một, thứ nhất là màu trắng thì chứng tỏ là máy chưa bị vào nước. Thứ hai là đẹp như thế này thì là quỳ tím theo máy từ đầu, chứ không phải là quỳ tím bị bóc từ máy khác để dán lại sang máy này mọi người nhé. Hiện tại ở trên thị trường thì có rất là nhiều máy sau khi máy có dấu hiệu bị vào nước, tức là quỳ tím bị đỏ, thì
Thường ở trong trường hợp đó các shop các thợ sẽ bóc quỳ tím ở một cầy máy khác và dán sang. Ở trong cái trường hợp đó thì quỳ tím nó sẽ hơi bị móp méo một chút và nó sẽ có keo, hơi có keo lem nhem ở xung quanh chứ nó không được đẹp như thế này. Và đây là quỳ tím ở trên màn hình. Thì anh và mọi người có thể thấy rất là đẹp và còn màu trắng rồi nhá. Chuẩn chỉ là một viên thuốc kéo dài. Đấy. Về phần màn hình thì về tổng quan, anh nhìn tổng quan ở trên màn hình thì rất là sạch đẹp. Đấy, miếng siêu đen ở đây. Đấy. Thì rất là sạch đẹp, hầu như là không có chút bụi bẩn nào cả. Đấy, chưa có dấu vân tay. Đấy. Và một phần rất là quan trọng ở trên màn hình là còn chip ở trên màn hình thì anh và mọi người có thể thấy là cái mối hàn của con chip với màn hình rất là bọc bóng, rất là mịn anh nhá. Đấy, thì chứng tỏ là cái con chip này là con chip đi theo màn từ đầu chứ không phải là bị khò ra từ màn khác và hàn lại vào trên màn này. Tại vì ở trên dòng iPhone 11 thì khi mà thay màn thì người ta phải khò cái con chip ở màn cũ để chuyển sang màn mới để hàn lại sang màn mới, thì ở trong cái trường hợp đó thì cái mối hàn nó sẽ không được bóng như thế này và nó sẽ xù xì và nó sẽ có dấu hiệu của dấu vết của mũi hàn này nhá, chứ nó không được bóng như thế này. Đấy, cái điều này thì chứng tỏ là màn hình của máy chứ không phải là màn hình của máy khác thay vào. Và đây là siêu phản quang ở trên màn hình của dòng iPhone 11. Thì ở dòng iPhone 11 thì nó cũng tương tự như XR, nó có hai siêu phản quang anh nhé. Thì ở đây anh thấy là hai siêu phản quang này thì rất là đẹp và nó còn nguyên vẹn. Nếu ở trên một cây máy siêu phản quang mất hoặc là siêu phản quang bị rách thì chứng tỏ là máy đã bị thay phản quang. Cái chuyện bị thay phản quang ở trên dòng iPhone 11 và dòng iPhone XR thì khá là phổ biến. Tại vì dòng này thì nó hay hay xảy ra cái lỗi thay phản quang. Ở đây thì anh thấy là vẫn còn nguyên thì máy chưa bị thay phản quang anh nhá. Và ở đây thì anh có thể thấy là ở xung quanh đệm, ở xung quanh cái phần kính bảo vệ của camera trước thì nó có một cái vòng đệm bằng mút. Thì ở đây thứ nhất là anh thấy là nó có và thứ hai là nó rất là đẹp. Đấy, thì cái này thì chứng minh là máy chưa bị ép kính, chưa bị thay kính, chưa bị ép cảm và thậm chí là chưa bị thay màn hình anh nhá. Đấy. Nếu một cây máy mà không có cái vòng đệm này thì có thể là cũng có thể là đã bị thay màn hình và nói chung là chắc chắn là thay kính rồi, nhưng mà cũng có thể là thay màn hình. Ở trong những cái trường hợp như thế thì dùng nó sẽ không đảm bảo. Và bây giờ thì Tú Vân Mobile sẽ cho anh Nhật và mọi người xem lại số email của máy một lần nữa. Đấy, và sau đó thì sẽ mở máy ra ngay cho anh Nhật và mọi người xem. Đấy, ở bên trong số email của máy là 17042. Đấy, khi nhận được thì anh cứ kiểm tra đúng số email thì anh nhận. Đấy, và đây là bên trong chiếc máy anh Nhật ở thành phố Hồ Chí Minh, huyện Hóc Môn đã đặt mua của Tú Vân Mobile. Đấy. Về tổng quan thì anh có thể thấy là bên trong máy hoàn toàn là sạch đẹp, chuẩn chỉ là một máy mở ra lần đầu tiên. Anh và mọi người có thể xem lại kỹ bên trong máy một lần nữa. Bước mở máy, bước cho mọi người xem lại số email một lần nữa và mở máy luôn ra cho mọi người xem thì để chứng minh với mọi người là Tú Vân Mobile không cháo máy trong quá trình mở máy cho mọi người xem mọi người nhé. Nếu làm ăn không 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 thật thà thì có thể là sẽ cháo máy. Đấy. Tức là khi mở máy cho mọi người xem là một máy nhưng mà khi bán cho mọi người là một máy khác. Đấy. Thì ở đây thì Tu Vân Mobile có cái bước này để chứng minh với mọi người là Tu Vân Mobile rất là minh bạch chứ không làm cái việc là cháo máy như thế. Số email của máy là 14042. Khi nhận được máy thì anh Nhật cứ kiểm tra đúng số email thì anh nhận anh nhé. Và đây là một cây iPhone 11 phiên bản quốc tế 128 GB. Anh Nhật ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đặt hàng của Tú Vân Mobile.
Và đối với cây máy này thì Tú Vân Mobile có tặng anh một viên pin mới dung lượng cao, hàng ở chính hãng Origin. Và như mọi người thấy thì khi thay pin, Tú Vân Mobile có quay lại video lần mở máy đầu tiên của cây máy này. Mọi người lưu ý là đây là lần mở máy đầu tiên mọi người nhé. Tại vì máy của Tú Vân Mobile bán thì bao với mọi người là hàng zin chưa đụng ốc, tức là chưa ai động chạm gì vào từng con ốc nào ở trên chiếc máy này. Thì như mọi người thấy là Tú Vân Mobile vừa phải vặn ốc thì mới có thể mở máy ra để thay pin được cho anh Nhật mọi người nhé. Thì máy chưa đụng ốc thì đồng nghĩa với đó là máy chưa bị bung mở lần nào, chưa bị thay thế sửa chữa bất cứ cái gì cả. Mọi người có thể thấy là gioăng zin theo máy thì dính rất là chắc. Ở cái dòng máy iPhone 11 hoặc là iPhone XR thì khi mà mở máy ra, nếu mà để trên bàn nhiệt, nếu không có kỹ thuật thì rất là dễ bị hỏng cái lớp phản quang của máy. Đấy. Nói chung là mỗi cửa hàng, mỗi shop thì sẽ có một cái kỹ thuật riêng mọi người. Và cũng có thể nói là những cái bí quyết riêng. Mọi người có thể nghe thấy tiếng tách ra của gioăng zin. Gioăng zin ở trên chiếc máy của anh đây, anh Nhật nhé. Và Tú Vân Mobile cũng sẽ dùng kỹ thuật để giữ lại tối đa cái gioăng zin ở trên chiếc máy của anh Nhật, để sau đó sẽ đóng lại áp suất cho anh ở trên chiếc máy này. Mọi người có thể nghe thấy tiếng tách ra của gioăng zin. Đóng lại áp suất bằng gioăng zin thì áp suất sẽ được sẽ ở cái mức tốt nhất có thể mọi người nhé, sẽ căng nhất có thể. Nếu đóng lại áp suất bằng gioăng lô thì thứ nhất là áp sẽ không được căng, và cái thứ hai là sau thời gian một thời gian có thể là sẽ mất áp suất, không còn áp suất nữa mọi người nhé. Đấy. Còn ở đây thì Tú Vân Mobile sẽ cố gắng giữ lại tối đa áp suất zin cho anh Nhật, và đóng lại bằng áp suất zin thì như thế thì sẽ rất là đảm bảo. Và đây là bên trong chiếc máy anh Nhật đặt hàng của Tú Vân Mobile. Thì anh Nhật và mọi người có thể nhìn sơ qua tổng quan của chiếc máy. Máy rất là sạch đẹp mọi người nhé. Và bây giờ thì Tú Vân Mobile sẽ cho anh Nhật và mọi người xem lại số email của máy một lần nữa. Số email của máy là 17042. Khi nhận được máy thì anh Nhật cứ kiểm tra đúng số email thì anh nhận đấy nhé. Và đây là bên trong chiếc máy iPhone 11 phiên bản quốc tế 128 GB. Anh Nhật ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đã tin tưởng và đặt mua của Tú Vân Mobile. Và khi tư vấn bán hàng thì Tú Vân Mobile có nói là đây là một cây máy hàng zin chưa đụng ốc. Đấy. Và bây giờ là video mở máy lần đầu tiên chiếc máy mà anh Nhật đặt hàng của Tú Vân Mobile. Thì Tú Vân Mobile có quay lại và gửi cho anh Nhật xem. Và thứ hai là cũng đang công khai ở trên kênh chứng minh là máy của Tú Vân Mobile bán chuẩn chỉ là hàng zin chưa đụng ốc. Khi mở ra thì bên trong máy rất là sạch đẹp. Như mọi người thấy, như anh Nhật thấy thì nhìn về tổng quan ở bên trong máy thì rất là sạch đẹp, hầu như là không có chút bụi bẩn nào. Còn hiện tại mọi người nếu mua trên thị trường thì mặc dù là các thợ, các shop cũng nói là máy zin, nhưng mở ra thì hầu hết sẽ không được đẹp như thế này đâu mọi người nhé. Tại vì đây là một cây máy mở ra lần đầu tiên. Đấy. Còn hiện tại ở trên thị trường thì họ chỉ bao cho mọi người là hai bộ phận chính là main zin và màn zin. Còn một số bộ phận khác thì có thể bị thay thế sửa chữa. Đấy. Còn ở đây thì Tú Vân Mobile bao cho mọi người là zin
chưa bung mở lần nào bố nhá, và đây là lần mở máy đầu tiên. Đấy, thì anh Nhật và mọi người có thể thấy là bên trong máy hoàn toàn là sạch đẹp, đấy, hầu như là không có một chút bụi bẩn nào cả. Và bây giờ thì Tú Vân Mobile sẽ đi vào từng chi tiết ở trên chiếc máy này và giải thích cho anh Nhật và mọi người về những đặc điểm của một cây máy hàng zin chưa rung ốc ở trên chiếc máy này. À, đây là một máy mở ra lần đầu tiên nên là viên pin ở đây mọi người sẽ thấy là đây là viên pin theo máy từ đầu rồi nhé, tức là chưa bị thay thế sửa chữa ở trên pin và chưa có bàn tay nào đã từng động chạm vào ở trên chiếc máy này từ khi máy được bán mới ra. Đấy. Thì thứ nhất là về đặc điểm thì thứ nhất là về form pin, tức là hình dạng của quả pin, thì mọi người sẽ thấy là rất là đẹp. Đấy, những cái đường bo này được làm rất là đẹp, rất là sắc nét. Và thứ hai là về đây là siêu pin zin theo máy, thì mọi người có thể thấy là rất là mỏng, rất là đẹp mọi người nhé. Đấy, siêu pin zin theo máy rất là mỏng và được dán rất là đẹp. Và ở trên bề mặt của quả pin thì mọi người thấy là hoàn toàn là sạch đẹp, không có chút bụi bẩn nào cả, không có dấu hiệu của việc bị bàn tay nào đó động chạm vào đây để thay thế sửa chữa. Và đây là phông chữ ở trên pin thì mọi người thấy là được in rất là sắc nét, không bị lỗi, không bị mờ, không bị lòe. Và trên bề mặt pin thì mọi người thấy là rất là phẳng phiu mịn màng chứ không bị không không bị nhăn nheo và không bị xù xì mọi người nhé. Và đây là camera trước. Camera trước của máy thì mọi người có thể thấy là camera trước của máy trong vắt, không có bụi, không có bạc gì cả mọi người nhé. Tại vì máy là máy mở ra lần đầu tiên. Đấy. Trước đó thì chưa mở nên là chưa bị thay thế camera, chưa bị rửa cam và chưa có bụi vào camera. Và ở đây là phần khu vực ở main thì mọi người có thể thấy là rất là sạch đẹp. Đấy. Hầu như là không có chút bụi bẩn nào cả, đấy, không có dấu hiệu của việc bị bàn tay thợ động chạm vào đây để thay thế sửa chữa. Và ở đây thì mọi người có thể thấy là đây là quỳ tím ở trên thân của máy, thì mọi người có thể thấy là thứ nhất là nó có màu trắng và cái thứ hai là nó rất là đẹp mọi người nhé, chuẩn chỉ là một viên thuốc kéo dài, nó không bị móp méo và nó không có keo lem nhem ở xung quanh. Đấy, thì đây là một thứ nhất là màu trắng thì chứng tỏ là máy chưa bị vào nước, thứ hai là đẹp như thế này thì là quỳ tím theo máy từ đầu chứ không phải là quỳ tím bị bóc từ máy khác để dán lại sang máy này mọi người nhé. Hiện tại ở trên thị trường thì có rất là nhiều máy sau khi máy có dấu hiệu bị vào nước, tức là quỳ tím bị đỏ, thì thường ở trong trường hợp đó các shop các thợ sẽ bóc quỳ tím ở một cây máy khác và dán sang. Ở trong cái trường hợp đó thì quỳ tím nó sẽ hơi bị móp méo một chút và nó sẽ có keo lem nhem ở xung quanh chứ nó không được đẹp như thế này. Và đây là quỳ tím ở trên màn hình, thì anh và mọi người có thể thấy rất là đẹp và còn màu trắng rồi nhá, chuẩn chỉ là một viên thuốc kéo dài. Về phần màn hình thì về tổng quan anh nhìn tổng quan ở trên màn hình thì rất là sạch đẹp, miếng siêu đen ở đây thì rất là sạch đẹp, hầu như là không có chút bụi bẩn nào cả, chưa có dấu vân tay. Và một phần rất là quan trọng ở trên màn hình là còn chip ở trên màn hình, thì anh và mọi người có thể thấy là cái mối hàn của còn chip với màn hình rất là bóng, rất là mịn này nhá. Đấy, thì chứng tỏ là cái con chip này là con chip đi theo màn từ đầu chứ không phải là bị khò ra từ màn khác và hàn lại vào trên màn này. Tại vì ở trên dòng iPhone 11 thì khi mà thay màn thì người ta phải khò cái con chip ở màn cũ để chuyển sang màn mới để hàn lại sang màn mới, thì ở trong cái trường hợp đó thì cái mối hàn nó sẽ không được bóng như thế này và nó sẽ xù xì và nó sẽ có dấu hiệu của dấu vết của mũi hàn này nhá, chứ nó không được bóng như thế này.
Đấy, cái điều này thì chứng tỏ là màn hình của máy chứ không phải là màn hình của máy khác thay vào. Và đây là siêu phản quang ở trên màn hình của dòng iPhone 11. Thì ở dòng iPhone 11 thì nó cũng tương tự như XR, nó có hai siêu phản quang anh nhé. Thì ở đây anh thấy là hai siêu phản quang này thì rất là đẹp và nó còn nguyên vẹn. Nếu ở trên một cây máy siêu phản quang mất hoặc là siêu phản quang bị rách thì chứng tỏ là máy đã bị thay phản quang. Cái chuyện bị thay phản quang ở trên dòng iPhone 11 và dòng iPhone XR thì khá là phổ biến. Tại vì dòng này thì nó hay hay xảy ra cái lỗi thay phản quang. Ở đây thì anh thấy là vẫn còn nguyên thì máy chưa bị thay phản quang anh nhé. Và ở đây thì anh có thể thấy là ở xung quanh cái phần kính bảo vệ của camera trước thì nó có một cái vòng đệm bằng mút. Thì ở đây thứ nhất là anh thấy là nó có và thứ hai là nó rất là đẹp. Đấy, thì cái này thì chứng minh là máy chưa bị ép kính, chưa bị thay kính, chưa bị ép cảm và thậm chí là chưa bị thay màn hình nhá. Đấy. Nếu một cây máy mà không có cái vòng đệm này thì cũng có thể là đã bị thay màn hình và nói chung là chắc chắn là thay kính rồi. Nhưng mà cũng có thể là thay màn hình, ở trong những cái trường hợp như thế thì dùng nó sẽ không đảm bảo. Và bây giờ thì Tú Vân Mobile sẽ cho anh Nhật và mọi người xem lại số email của máy một lần nữa. Và sau đó thì sẽ mở máy ra ngay cho anh Nhật và mọi người xem. Ở bên trong, số email của máy là 17042. Khi nhận được thì anh cứ kiểm tra đúng số email thì anh nhận. Và đây là bên trong chiếc máy anh Nhật ở thành phố Hồ Chí Minh, huyện Hóc Môn đã đặt mua của Tú Vân Mobile. Về tổng quan thì anh có thể thấy là bên trong máy hoàn toàn là sạch đẹp, chuẩn chỉ là một máy mở ra lần đầu tiên. Anh và mọi người có thể xem lại kỹ bên trong máy một lần nữa. Bước mở máy, bước cho mọi người xem lại số email một lần nữa và mở máy luôn ra cho mọi người xem thì để chứng minh với mọi người là Tú Vân Mobile không cháo máy trong quá trình mở máy cho mọi người xem mọi người nhé. Nếu làm ăn không 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 thật thà thì có thể là sẽ cháo máy. Đấy. Tức là khi mở máy cho mọi người xem là một máy nhưng mà khi bán cho mọi người là một máy khác. Đấy. Thì ở đây thì Tú Vân Mobile có cái bước này để chứng minh với mọi người là Tú Vân Mobile rất là minh bạch chứ không làm cái việc là cháo máy như thế. Và bây giờ thì Tú Vân Mobile sẽ tiến hành tháo pin zin ra khỏi máy và thay cho anh Nhật một viên pin mới dung lượng cao ở trên chiếc máy này. Chân thành cảm ơn anh Nhật đã tin tưởng Tú Vân Mobile và đặt mua cây máy này. Số email của máy là 17042. Và bây giờ là quá trình Tú Vân Mobile sẽ tiến hành tách pin zin ra khỏi máy. Ở những cây máy hàng zin chưa đúc ốc như thế này, tức là pin của máy là pin zin chưa bị tháo mở ra khỏi máy lần nào thì cái siêu pin dính rất là chắc mọi người. Còn nếu mà máy mà đã bị thay pin rồi ấy, thì tháo ra thì cũng khá là dễ, tại vì cái siêu pin thay thì nó dính nó không được nó chắc như siêu pin zin này. Và như mọi người thấy thì Tú Vân Mobile phải nhỏ một chút nước tách, tại vì nếu mà không nhỏ thì quả thực là rất là khó để mà có thể tháo được pin zin ra khỏi máy. Cái nước tách keo này thì nó sẽ làm cho giảm kết dính của siêu pin zin rất là nhiều mọi người.
chung là cái lượng mà nhỏ vào thì nó cũng chỉ một hai giọt thôi, chứ nó không có nhiều, không phải là nhỏ nhiều mọi người nhé, nên là mọi người cũng an tâm, nó không ảnh hưởng gì đến máy cả. Dính rất là chắc mọi người. Rất là chắc luôn. Ở đây thì mọi người có thể thấy là Tu Vân Mobile có kê giấy vào đây để tránh làm trầy xước vỏ trong cái quá trình thay pin. Như mọi người thấy thì khi thay pin, Tu Vân Mobile không động chạm gì vào cái phần rắc màn hình hoặc là những cái rắc khác mọi người nhé. Thì bình thường các thợ, các shop hiện tại nếu mà thay pin thì đa số phải đến 99% người ta sẽ tháo màn hình ra và để riêng một chỗ. Đấy. Xong đó sau khi thay pin thì người ta mới lắp màn hình vào mọi người nhé. Thì với kinh nghiệm của Tú Vân Mobile thì nếu mà làm theo cái kiểu đấy thì thứ nhất là cái rủi ro là hỏng màn hình. Nhiều khi mở ra xong đóng vào là bị sọc màn. Đấy, sọc màn hỏng màn. Cái thứ hai là nếu mà không hỏng ngay lúc đấy thì sau sau đó dùng nó cũng sẽ không ổn định. Không ổn định bằng là cứ để cái kết nối zin của hãng thì nó sẽ ok hơn. Đấy, mọi người thấy không? Cứ để cái kết nối zin của hãng thì thật sự là dùng nó rất là ổn định luôn mọi người ạ. À, đây là siêu pin zin theo máy của nhá. Siêu pin zin theo máy thì ở đây mọi người có thể thấy là nó tách ra được thành hai lớp, một lớp ở trên và một lớp ở dưới. Thế còn nếu mà là siêu pin low ấy, thì nó sẽ không tách ra được như thế này đâu mọi người nhé. Siêu pin low thì nó chỉ dính ở trên hoặc dính ở dưới, chứ không phải là dính cả ở trên cả ở dưới như thế này mọi người nhé. Và đây là pin zin theo máy mọi người nhé. Pin zin theo máy này thì nó có chứa cái cổ cáp zin. Thì cái pin này thì Tu Vân Mobile sẽ chuyển trả cho anh Nhật. Anh nên giữ cái viên pin này. Khi nào mà anh muốn bán lại máy thì anh cầm theo cái viên pin này thì sẽ bán được giá cao hơn. Và thông số ở trên pin zin là 3110 mAh. Mọi người có thể thấy 3110 mAh. Đó là thông số của pin theo máy mới mọi người nhé. Chứ còn pin theo máy cũ này thì em nghĩ là nó cũng chỉ được tầm khoảng 2005 hoặc là 2004 thôi. Đấy. Và đây là viên pin Tú Vân Mobile thay tặng cho anh Nhật. Thì như mọi người thấy là thông số của pin là 3550, tức là cao hơn khoảng 450 mọi người nhé, 450 mAh so với pin zin theo máy mới. Đấy. Và khi mà từ một viên pin cũ mà thay sang một viên pin dung lượng cao như thế này thì sẽ có một cái hơi lượng. Xin lỗi mọi người em có điện thoại. Sẽ có một cái thời lượng sử dụng rất là trâu mọi người nhé, và rất là nhiều khách hàng đã ngạc nhiên khi được thay một viên pin mới dung lượng cao như thế này, nó rất là bền. Đấy. Ngoài trâu ra thì nó rất là bền mọi người nhé. Một viên pin này mọi người có thể dùng được khoảng 2 năm, còn bình thường loại pin bình thường ở trên thị trường thì nhiều khi đã dùng vài tháng đã lỗi rồi. Và bây giờ thì Tú Vân Mobile sẽ tiến hành thay viên pin này vào trong chiếc máy cho anh Nhật. Đấy. Kèm chính hãng của Origin đấy mọi người nhé. Trên pin thì có những dòng chữ như siêu nén này, tối ưu, sạc nhanh và bền bỉ.
Số email của máy là 17042. Và đây là bên trong máy sau khi Tú Vân Mobile đã thay tặng cho anh Nhật một viên pin mới dung lượng cao hàng chính hãng Origin, tem chính hãng của Origin đây anh nhé. Và bây giờ thì Tú Vân Mobile sẽ tiến hành đóng lại nẹp pin và đóng lại áp suất cho anh ở trên chiếc máy này. Chân thành cảm ơn anh Nhật ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đã tin tưởng Tú Vân Mobile và đặt mua cây iPhone 11 phiên bản 128GB này. Chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.